là một khách hàng của cửa hàng hoa tươi sự kiện cưới hỏi của Dung Cường. Tôi thấy là cửa hàng ở đây là giá cả phải chăng, mà trang trí rất là đẹp, mà bà chủ thì là rất là sời lời, dễ tính, dễ gần. Nếu mà các bạn trẻ mà có muốn kết đôi trăm năm thì hãy đến với cửa hàng Dung Cường. Chào mọi người, tôi là Dung, tôi mới khai trương cửa hàng Hoa và Chát ở địa chỉ 185 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng. Tiêu chí của chúng tôi là phục vụ được nhiều cặp đôi để ngày trọng đại của các cặp đôi được trở nên ý nghĩa và hoàn thiện. Thì chúng tôi đã hoàn thiện cái dịch vụ của mình, được chọn gói trong tất cả các gói dịch vụ để các cặp đôi có thể là chọn lựa rất nhiều dịch vụ hoa và cháp và phông bạt. Mời các bạn hãy đến với chúng tôi để được ngày vui của bạn được trọn vẹn. Cảm ơn các bạn.